Tắm, tắm khi nào là tốt nhất? Bà con ơi, bà con cũng hỏi rằng và muốn biết rằng tắm khi nào là tốt nhất, là có lợi nhất cho sức khỏe, phải không bà con? Bởi vì sức khỏe của chúng ta được tắm nó mát mẻ, làm sạch da cơ thể luôn là cách tốt nhất. Tắm vào buổi sáng à, tắm vào buổi sáng để ta loại bỏ vi khuẩn và làm cho cơ thể ta sẵn sàng nhiều bạch cầu. Nhờ vậy phải cải thiện được hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe đề kháng, bảo vệ được cơ thể trước những tác nhân gây hại. Quá là ok phải không bà con? Loại bỏ cảm mạo, bổ sung nhiều vitamin, khoáng chất, tăng cường sự tỉnh táo, sảng khoái, sức khỏe tốt ơi là tốt bà con ạ. Chơi việc thể chất không nên tắm khi mới vừa khỏi bệnh 4 ngày, nếu không thì nó cảm sốt, vận động mạnh gây đau tim, đột cái mà đột quỵ. Vậy 15 phút mới tắm, ăn sáng rồi không tắm, nghe bà con. Đó, gây đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng. May mà video chúng tôi đưa đến bà con được thì bà con lưu ý. Bởi vì tắm khi nào là tốt nhất, đó là câu hỏi của nhiều người. Nhiều người muốn biết mà muốn để giữ gìn cho cơ thể luôn luôn sạch sẽ. Cách tốt nhất là phải tắm vào buổi sáng. Tắm vào buổi sáng thì loại bỏ được vi khuẩn mà còn làm cho cơ thể sinh sản ra được nhiều bạch cầu. Nhờ vậy cải thiện được hệ tim mạch, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước những tác nhân gây hại. Quá là ok. Loại bỏ cảm mạo, bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất, nó làm cho tăng sự tỉnh táo, tốt cho sảng khoái, tốt cho sức khỏe thể chất. Không nên tắm này bà con ơi, không nên tắm khi mới khỏi bệnh 4 ngày. Đó, chứ không phải ngày trước ngày sau đâu. Không nên tắm khi mới vừa khỏi bệnh 4 ngày, nếu không cảm sốt, vận động mạnh gây đau tim, còn gây đột quỵ. Vậy 15 phút mới tắm, ăn sáng rồi thì không tắm bà con ơi. Gây ra đầy hơi, khó chịu, chướng bụng. Bà con ơi, bà con, kênh chúng tôi chuyên môn nói về sức khỏe và đời sống của mọi người. Bà con thấy được thì vui lòng đăng ký và chia sẻ video này để mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Lúc nào một ngày chúng tôi cũng có 4 video nói về đời sống và sức khỏe, ăn được gì, uống được gì, cũng như trái cây. Ai không ăn thường, chứ không phải ai cũng ăn được hết đâu, mặc dù biết là trái cây rất là tốt, cũng như là cá, thịt nhiều loại thịt tốt, nhưng mà ai không ăn được, chứ không phải ai cũng ăn được hết đâu. Cho nên bà con thấy được, chia sẻ giùm để mọi người cùng nhau mạnh khỏe bà con nha. Để mọi người cùng nhau mạnh khỏe, chia sẻ giùm bà con ơi. Đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi, ngày nào cũng có 4 video nói về sức khỏe và đời sống. Xin chào, nào.